Truyện tranh Cậu Bé Rồng tập 106. Con trai của quỷ vương. Ráng lên, đứa nào đoạt chức vô địch sẽ được lãnh nải chuối luộc này. Bịch. Cho tao chơi với. Mày ở đâu mà là hoắc vậy? Ăn mặc tóc tai thì lại không giống ai nữa chứ. Tao ở trên núi, cho tao chơi tao sẽ dạy cho chúng mày cách vật. Sao, mày giới vật cỡ nào mà đòi dạy tụi tao? Cứ thử đi rồi biết. Tao thử với mày. Bịch. Để tao. Bịch. À, thằng này giỏi vật ghê. Chấp hết chúng mày một lần đó. Dốc, cho nó một trận. Ói, ói. Vậy là tao đoạt chức vô địch. Tao ăn nải chuối. Chưa, tụi tao còn một đứa. Đợi đi. Chạy đi gọi thằng Rồng lại trị nó. Đứa nào đòi làm vô địch đâu? Tao. Vật thắng tao thì hãy ăn chuối. Dạ. Bịch. Ha ha, đo đất rồi. Chưa chịu thua, vật lại. Rạc ói. Yêu quái. Bịch. Rạc ói. Rạc. Thử. Tao về mét cha tao. Có yêu quái, về nhà hết đi. Hít, nó mạnh lắm. Con dùng phép nhưng nó vẫn đánh không lại. Nó là đứa nào? Con đâu có biết. Nó có một cái chấm đỏ ở trên trán. Để cha xuống làng tìm nó. Bắt nó về đây cho con trị tội. À mà, thằng này không có cái chấm đỏ. Nó đi rồi, sợ quá, ướt quần rồi. Cha mẹ ơi, có mà. Thằng này cũng không có cái chấm đỏ. Tìm không ra cái thằng có cái chấm đỏ. Vậy thì ta sẽ phạt tất cả trẻ con trong làng. Hồ biến. Mẹ ơi, cái chân của con không cử động được. Cha ơi, cái chân của con đau quá. Bẩm quan, tự dưng tất cả trẻ con trong làng đều bị bại liệt, không đi được. Sao không nhờ thầy thuốc trị cho chúng? Thầy thuốc tìm không ra bệnh ạ. Bẩm, con biết nguyên do rồi ạ. Trên núi vừa xuất hiện yêu quái, con có đánh nhau với nó. Nó đánh không lại con nên tìm cách trả thù đây. Để con tìm con yêu đó, giết nó là xong. Vụ này dễ. Ông mà không tìm ra con yêu đó thì tôi cho ông về hưu luôn. Tìm ra rồi, có hai cha con quỷ vương ở trên núi sát cạnh làng, theo tôi. Hắn có ý đồ gì mà chọn nơi gần dân chúng để ở? Thì chắc là con của hắn ham vui, ở nơi vắng vẻ không có ai để chơi. Tự nhiên của hắn ở trong đó. À, thằng nhóc bị mình đánh kia rồi. Cha ơi, thằng đánh con tới kia. Mày to gan, đã đánh con ta mà còn dám phát sát tới đây. Ông phải giải phép cho bọn nhóc ngay, nếu không thì chớ trách tôi. Hỗn láo, dám ra lệnh cho ta. Hử. Cha chả còn dám đánh ta nữa. Dạ. Chắc. Ừ. Mày cũng có phép thuật hả? Biến. Chắc. Tôi cũng có thứ đó đây. Chắc. Bắt nó. Biến. Chóc. Bắt lão. À. Bắt ông dễ ẹt. Cha bị bắt rồi, chạy thôi. Có chịu giải phép cho đám trẻ trong làng không? Thả ta ra thì mới giải được. Ra đi. Dạ. Chắc. Vút. Bắt lão. À.
Thả ông ra thì ông chạy, làm sao bây giờ? Cứ nhốt ông trong này, thế nào ông cũng phải chịu giải phép cho bọn nhóc. Làm sao cứu cha mình bây giờ? Phải tìm cách đánh bại thằng đó thì mới cứu cha được. Có cách đánh bại nó rồi, tới chỗ ở của bà ma nữ mắt rắn. Lỗ thông khói không có khói, như vậy là không có nấu cơm, mình vào được. Nấp ở đây, chờ đệ tử của bà ta nấu cơm. Hắn đến nấu cơm rồi kìa. Cho thuốc mê vào thức ăn. Thưa bà, có cơm rồi đây ạ. Hôm nay người nấu thế nào mà có mùi lạ lạ? Bà ơi, bà bị sao vậy? Bà ấy ngủ chứ chẳng có sao cả. Mày làm gì ở đây? Tao tới mượn cây gậy vạn năng của bà ta. Phải đợi bà thức dậy để hỏi ý rồi mới được lấy. Tao cứ lấy. Không được lấy. Cút. Với cây gậy vạn năng này, mình sẽ cứu được cha. Ta hiểu rồi, không phải lỗi ở người. Thằng con của lão quỷ vương độc giác bỏ thuốc mê vào cơm để ta ngủ, rồi nó lấy cây gậy của ta. Ta sẽ cho nó một trận. Nói cho ta biết, thằng hôm trước đánh tao là ai, ở đâu? Nó là thằng Rồng, ở chùa Thanh Lâm. Rồng, mau thả cha tao ra. Cha mày còn chưa đánh lại tao mà mày dám khiêu chiến với tao. Vút. Ôi, trong cây gậy có gió à. Rạc. Vút. Đố mày chạy đâu cho thoát. Vút. Rạc âm. Cây gậy gì lợi hại thế? Vút vút. Chóng mặt, nguy to. Xuống. Nó độn thổ rồi. Cảm ơn, ông không tới kịp thì tôi xỉu rồi. Không biết ở đâu mà nó có cây gậy lợi hại ghê. Ha ha, mày tưởng trốn xuống đất là thoát à? Có cây gậy này có khả năng độn thổ cả đấy. Sắp lại đến cần chiến, đừng cho nó vung gậy. Dạ, chắc. Lên trên, dưới này chặt quá, không vung gậy được. Ta biết cách trị mày rồi. Chắc. Trả cây gậy lại cho ta. Không trả, tôi có cây gậy, bà không đánh lại tôi đâu. Ha ha, ta là chủ nhân của nó, ta biết điểm yếu của nó, đừng hòng dùng nó để đánh lại ta. Vút. Rao. Ha ha, không ăn thua gì cả. Rạc. Có làm gì được ta đâu. Ngươi chưa biết sử dụng hết khả năng của cây gậy, khốn hồn thì trả cho ta ngay. Rạc. Ha ha. Chắc. Cút. Đưa cây gậy đây. Bà tha tội cho con, tại con nóng lòng cứu cha nên mới làm như thế. Không tha, theo ta. Hiểu rồi, mỗi khi thằng nhóc kia vung gậy đánh phép ra, mụ ta xoay lưng lại thì không bị gì cả. Cậu Đồng ơi, tôi biết cậu là ai rồi, cậu làm ơn cứu con tôi đi. Nó vì thương cha nên mới gây tội với mụ ma nữ bắt rắn. Mụ ta bắt được nó sẽ hành hạ nó đến chết. Được, tôi sẽ cứu nó, nhưng ông phải giải phép cho đám trẻ con trong làng. Tôi sẽ làm theo lời cậu. Vậy thì giải phép cho chúng đi. Nhớ tôi giải phép cho chúng rồi mà cậu không cứu con tôi thì sao? Tôi không đánh lại mụ ta đâu. Hừ, quỷ vương mà thua ma nữ. Tại mụ ta có cây gậy vạn năng, không đánh lại đâu. Ngược lại, nhớ tôi cứu con ông xong mà ông không giải phép cho đám trẻ thì sao? Tôi xin thề có trời đất làm chứng. Hai bên không tin nhau. Thôi được, tôi nhường ông một bước. Để tôi cứu con ông trước. Chỉ chỗ ở của mụ ta cho tôi. Hỡi ma nữ mắt tắc kè, ra đây. Mắt ta là mắt rắn, không phải mắt tắc kè. Mắt gì cũng được, mau thả con của quỷ vương ra. Không thả, làm gì ta? Dạ.
cho người ném mùi gài vàng năng của ta. Ha ha, tôi biết điểm yếu của nó rồi, không làm gì được tôi đâu. Vút. Chát ói. Thì ra mụ ta còn cách để phá điểm yếu của cây gậy. Hết cách. Khè. Tối tăm mặt mũi. Người rồng biến. Cũng vẫn chóng mặt. Chạy thôi. Ha ha, chạy rồi. Lợi hại thật, biến thành người rồng cũng không thể chống lại pháp lực của cây gậy đó. Biến. Vào trong xem có cách nào lấy cây gậy không. Mụ ta đề cao cảnh giác, lúc nào cũng cầm cây gậy trên tay. Khó lấy à. Trời, mụ ta ác thật. Mụ trêu ngược thằng con ông quỷ vương lên để tự tử mụ ta đánh. Ui da, đau quá, nhẹ tay một chút đi mày. Đệ tử, lên ta bảo. Cầm thư sang mời anh chàng đẹp trai của ta đến dùng cơm. Có cách rồi, đi theo thằng này. Thưa cậu, ba chủ của con gửi thư mời cậu sang ăn cơm. Hi hi, ma nữ mà cũng mê chàng đẹp trai. Ngươi về trước đi, ta sửa soạn nhan sắc một chút rồi qua. Gã này đầy yêu khí, cũng là ma chứ không phải người. Ma yêu ma, hi hi. Da. Rạc chát. Á. Gã vua này soạn quá, chỉ một chiêu đã toan. Biến. Nàng ơi, giúp ta với. Chàng bị sao vậy? Ta bị một tảng đá lăn lên núi xuống, gãy chân rồi. Để thiếp dìu chàng vào. Không được, nam nhi mà để nữ nhi dìu đi, mắc cỡ lắm. Cho ta mượn cây gậy, ta chống đại, đi cũng được. Gậy đây, đỡ đau rồi. Ha, vút. Sao chàng ném cây gậy của thiếp? Ta đây chứ chẳng có anh chàng đẹp trai nào cả. Chát. Cốp. Khè. Không ăn thua gì đâu. Á. Không có cây gậy, hạ mụ ta dễ như ăn chuối. Tao đầu hàng. Tao không làm gì mày đâu mà sợ. Đi đi. Xuống. Sao mày lại cứu tao? Tao cứu mày vì hai lý do. Thứ nhất, mày là đứa con có hiếu, vì thương cha mà dám làm chuyện tày trời, đánh cắp cây gậy vạn năng của mụ ma nữ. Thứ hai, tao cứu mày để cha mày giải phép cho đám trẻ trong làng. Theo tao về. Tôi cứu được con ông rồi, ra đi. Giải phép cho bọn nhóc đi. Ông mà giở trò tôi bẻ cổ con ông tức thì. Giải phép. Ông địa đi xem giùm tôi bọn nhóc đã hết bị liệt chưa. Hết rồi, bọn chúng đi lại như thường rồi. Rạc. Phá phép. Cậu phá phép của tôi rồi. Tôi còn mấy chục năm tu luyện. Để ông còn phép, ông sẽ quấy phá dân chúng. Thấy cha con ông thương nhau nên tôi động lòng, không tiêu diệt ông đấy. Phá luôn cái bữa bối này. Cha con ông có thể đi được rồi đó. Ông làm gì vậy? Tôi bẻ sừng, không làm quý vương nữa. Tôi sẽ đi tu. Con không tu đâu, con không chịu ăn chay. Không chịu cũng phải chịu, tại con đi chơi rồi đánh nhau nên mới sinh ra cớ sự này. Quỷ vương đi tu, thiên hạ yên được một nỗi lo. Ha ha.